Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Hôm nay mình nói về số có 8 chữ số chia hết cho 1111. Thì bước đầu tiên mình nói sơ qua về số có 8 chữ số, sau đó mình hướng dẫn cách để tìm ra số có 8 chữ số chia hết cho 1111. Rồi, thì số có 8 chữ số, ví dụ như sau: 1, 7, 8, 6, 5, 4, 3. Đây được gọi là số tự nhiên có 8 chữ số. Cái cách 1, các bạn đếm giúp mình, được chưa? Đếm thì đếm từ tay phải sang tay trái. Rồi, từ tay phải sang tay trái, đó là cách thông dụng nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cách 2 là các bạn dựa vào số hàng của nó. Cách 2 thì các bạn dựa vào số hàng. Đây là cách phổ biến cho các bạn nào muốn lên cấp 3 làm dễ. Đó là các bạn dựa vào số hàng. Thì cũng từ tay phải sang tay trái. Hàng thứ nhất, hàng đơn vị. Hàng thứ hai, hàng chục. Hàng thứ ba, hàng trăm. Hàng thứ tư, hàng nghìn. Hàng thứ năm, hàng chục nghìn. Hàng thứ sáu, hàng trăm nghìn. Hàng thứ bảy, hàng triệu. Hàng thứ tám, đó là hàng chục triệu. Ok chưa? Vậy số có 8 chữ số phải đảm bảo gồm có hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm nè, hàng nghìn nè, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu và hàng chục triệu. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tìm ra số có 8 chữ số chia hết cho 1111. Thì để giải quyết bài này thì mình lấy ví dụ cơ bản trước để cho các bạn nhận ra được. Ví dụ như lấy 21 nhân cho 10 đi thì bằng bao nhiêu ạ? Thì các bạn tính nhẩm ra 10, ra khỏi tính nhẩm luôn, ra 110. 11 nhân cho 99 thì các bạn bao nhiêu ạ? Các bạn nhẩm ra 11 nhân 99, 9999 thì bằng bao nhiêu ạ? 99 cộng 9 bằng 18, 18 nhân 1 là 9 cộng 1 là 10, ghi 0 nhân 1 thì là 1089. Đây là số mấy chữ số ạ? 2 chữ số. Đây là số mấy chữ số ạ? 2 chữ số. Số mấy chữ số ạ? 2 số. Số mấy chữ số ạ? 2 chữ số. Được chưa? Thì số 2 chữ số nhân nhau ra mấy số ạ? 3 chữ số. Hoặc là bao nhiêu chữ số ạ? 4 chữ số. 4 chữ số. Vậy cho thấy điều gì ạ? Số 2 chữ số, 2 cộng 2 bằng mấy ạ? 2 cộng 2 bằng 4. 4 chữ số, 2 cộng 2 nè, thấy không ạ? 2 cộng 2 thì số 2 chữ số nhân 2 chữ số, hoặc là số 1 chữ số nhân 3 chữ số thì 1 cộng 3 bằng 4. Thì số phép nhân nó có thể ra là số 3 chữ số và 4 chữ số. Được chưa? Vậy ví dụ như số 3 chữ số nhân 2 chữ số, 3 số nhân 2 số thì sẽ có khả năng gì ạ? 3 cộng 2 bằng 5. Vậy sẽ có khả năng là đây bớt 11 nè, vậy là 4 chữ số hoặc là 5 chữ số. Được chưa? Vậy để tìm số có 8 chữ số chia hết cho 1111 thì các bạn thấy số này bao nhiêu chữ số ạ? Số có 4 chữ số. Thì 4 chữ số nhân bao nhiêu nữa để ra số có 8 chữ số ạ? Nhân cho 4 chữ số hoặc là 4 chữ số. Nhân cho số có 4 chữ số. Thì các bạn sẽ ra số bao nhiêu ạ? 7 chữ số hoặc là 8 chữ
chữ số 4 cộng 4 là 8 thì bớt đi 1 là còn 7, hoặc là chính nó là 8, được chưa? Thì để an toàn hơn thì mình hoặc là số 4 chữ số nhân cho bao nhiêu à? 5 chữ số. Thì các bạn có thể ra là số 8 chữ số hoặc là 9 chữ số, được chưa? 1 là các bạn dùng 4 chữ số nhân 4 chữ số ra số 8 chữ số, hoặc là các bạn lấy 4 chữ số nhân cho 5 chữ số ra 8 chữ số, ở đây cũng có. Thì mình khuyên nha, mình khuyên các bạn nên lấy số 4 chữ số nhân cho 5 chữ số đi. Để chi? Để các bạn không bị rắc rối thôi, nó đơn giản hơn. Rồi vậy mình sẽ lấy 1111 4 chữ số này nhân với 5 chữ số cơ bản nhất là 10000, mấy chữ số ạ? 5 chữ số này rồi thì sẽ ra bao nhiêu ạ? 10000 nhân cho số 10000 thì thêm bao nhiêu số không ạ? 4 số không ra bao nhiêu chữ số ạ? 5 chữ số, được chưa? Vậy số này xin lỗi 8 chữ số chứ, xin lỗi nha. Vậy ra số 8 chữ số chia hết cho 1111. Tương tự các bạn cứ tiếp tục, các bạn cho số có 5 chữ số và nhân với số 1111 để tìm ra số có 8 chữ số chia hết cho 1111. Ok chưa ạ? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục, những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.